78 thiên, ngày 78. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Đúng vậy, mình thường đến tiệm này đọc sách, tự học. 对呀，我常来这家店看书自习。 对啊，我常来这家店看书自习。对呀。 我常来这家店看书自习。 对呀，我常来这家店看书自习。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Tiếng Trung của bạn thật tốt. 你的中文真好. Đương nhiên là có thể ạ. 当然可以啊. Từng nghe nói qua Quế Lâm. 听说过桂林. Chính là chị ấy dạy đấy. 就是她教的. Của bạn thì sao? Nghĩ đó nó. Người Việt Nam đại bộ phận đều. Việt Nam nhân đa bộ phận đâu. Ừ, vì rất tiện. Ừ, in way hẳn phang biển. Khát rồi phải không? Khờ là bà. Muốn uống chút gì không? Yào khơ đi ăn sớm mà. Chỉ là nói chuyện phía một chút. Chỉ sư léo léo thiên. Đừng khách sáo. Bố khờ chỉ. Bia khờ chỉ. Cho mình cappuccino. Cái uống cappuccino. Từng uống qua đồ uống ở chỗ này chưa? Hơ qua ở chỗ này đầy yến phín mà? Chưa uống qua, chưa từng uống qua. Mấy khơ của. Hình như rất quen thuộc đối với chỗ này. Hào xiang tùy trợ lý hẳn xú xí.